À, xin chào tất cả mọi người. À, sáng nay trong vườn nhà mình có một cái giò đơn cam, nó vừa mới nở được vài hôm. Thì mình làm một cái clip này quay lên để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của cái loài lan rừng đơn cam, một trong những cái giống hoa rất là đặc biệt. Đặc biệt ở cái chỗ á, là cái thằng này thì thân cành nó thì rất là khô cằn mảnh mai thôi. Nhưng mà có một cái điều là giống như cái tên của nó, cái bông của nó nở ra có một cái màu cam đậm, và đặc biệt là cái bộ cánh của nó có cái tư thế rất là lạ. Nó nói chung giống như là cái người, giống như cái ông, giống như cái ông quan lớn mà chắp cái tay ra sau mông vậy. Đứng ưỡn người và chắp cái tay ra sau mông là cái kiểu của nó. Đây, mọi người có thể quan sát không? Cái mình đang cầm trên tay đây là một cái giống đơn cam dài. Đơn cam dài thì nói chung là một cái loại, một trong hai cái loại đơn cam. Nó có một giống lùn và một giống dài. Cái giống dài này thì mình đã từng có sở hữu một cái giò là dài tới 60 phân. Thì cái cây trong mình đang quay clip đây thì nó dài khoảng tầm 40 phân đấy các bạn. Nhìn nó khá là kiêu hãnh. Cái này các bạn ra ngoài trời nắng các bạn có thấy được cái độ rực rỡ cái màu cam của nó. Ở đây mình để cho bóng râm quay cho nó đỡ bị lóa. Mọi người có thể quan sát cái cách cái cây đơn cam này nó bám trong môi trường tự nhiên. Đây là một cái cành củi, một cái cành cây tươi á. Thì sau đó là bên ngoài cái bộ vỏ của thằng này thì có một cái lớp bần, cái lớp bần nó bám, tức là bần của cái cây này luôn. Thì nó tạo ra cái môi trường khá là ẩm. Nào người ta. Đó. Ẩm vừa phải đâu. Đấy mà thấy không? Và cái rễ của nó đan vào nhau và nó bám vào trong cái lớp vỏ này. Cái vỏ này nó giữ một cái lượng nước đủ ẩm để nó nuôi cái cây đơn cam. À, các cái cành hoa của các cái mùa trước ấy, thì sau khi tàn thì để lại một cái kiểu đặc trưng này. Tức là các cái cành hoa nó phân ngang nằm trên một mặt phẳng này các bạn. Đây. Các cái cành hoa nó phân ngang và nằm trên một mặt phẳng. Đấy. Rất là đặc trưng. Và khi cái cành khô nó có một cái màu nâu tím. Nó có một cái màu nâu tím rất là đặc trưng. Đây là thấy không? Thì khi mà cái chồi mới ra hoa thì dưới gốc của nó các bạn quan sát có một cái chồi xanh xanh này sẽ bắt đầu đâm lên. Nó gọi là cái lớp kế cận. Cái cành kia sau khi ra hoa thì sẽ già đi đó. Và làm toàn bộ cái chất dinh dưỡng nằm ở trong cái thân này sẽ làm một cái nhiệm vụ. Sau khi ra hoa xong thì cái phần dinh dưỡng còn lại nó sẽ tập trung nó nuôi cái mầm gốc này đó, nuôi mầm gốc này đó, đó là cái đặc tính của cái loài lan rừng. Cho nên mọi người, chúng ta chơi hoa xong chúng ta không nên cắt các cái thân già này nha. Chúng ta không nên cắt cái thân già, mà cái thân già này nó có trách nhiệm nó nuôi cái mầm gốc. Khi nào mà cái mầm gốc lớn trưởng thành á, thì nó sẽ héo teo đi. Đó, héo nó teo nhăn đi luôn như cây này nè. Đây là một cái mầm tơ năm nay chưa kịp ra bông, mầm mầm này của năm ngoái rồi. Và các bạn có thể thấy là li ti nhỏ nhỏ đây, có những cái đấy, có những cái cây đơn cam con nó mọc lên bằng cái cách phát tán hạt. Mà theo phát tán hạt đó. Và chắc chắn mà trồng được đơn cam bằng cái hạt thì chỉ có trong môi trường tự nhiên thôi. Mình chưa thấy anh em này có thể làm được cái việc đó. Tại vì đơn cam là một cái giống cây rất là khó tính. Mình đã từng gặp nó ở hai cái kiểu khí hậu. Thứ nhất là cái kiểu khí hậu khô, khô nóng là cái vùng Gia Lai. Gia Lai, Đắk Lắk. Đó, nó có một cái kiểu đơn cam cái vùng khô nóng. Còn cái kiểu đơn cam ở Kon Tum là cái kiểu đơn cam ẩm. Mọi người thấy cái kiểu hoa của nó rất là lạ đời không? Thì xem cái nụ thế này rất là khoái. Tức là đầu tiên thì nó là sẽ là cái nụ xanh. Đấy. Nó già hơn một tí thì nó chuyển qua cái màu cam như vậy. Ngồi theo nó chuyển qua một cam, và sau khi cam nó mọng rồi thì nó sẽ bung ra.
Đó, nó bung ra nó quắc ra như thế này nè. Đó, tạo thành cái cây đơn cam. Thì mình làm một cái video này để mọi người có thể quan sát cận cảnh đó. Cây khẳng khiu như khúc gỗ nhưng mà ra những cái bông hoa rất là rực rỡ, đỏ lửa. Cái giò này chưa phải là sai bông nha các bạn, nhưng mà được cái là cái giò đầu tiên, giò đầu tiên đơn cam trong vườn. Đó, quay clip để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó nha. Này mình chơi theo kiểu bonsai các bạn, đơn cam không cần nhiều đâu, chỉ cần một vài mầm thôi là chúng ta đã có một cái giò hoa rồi. Rồi xin chào tất cả mọi người nhé. Nhờ mọi người subscribe để ủng hộ cái kênh của mình nha. Mình đang phấn đấu để đạt 100.000 subscribe. Xin chào tất cả mọi người.